Bất diệt Long Đế chương 4698, Quán tộc. Lục Ly nghỉ ngơi nửa tháng sau, bắt đầu trả thù đẫm máu. Trong năm tháng tiếp theo, Lục Ly liên tục ra tay bảy lần, chém giết hai cường giả vô hạn đến gần đại viên mãn của lăng tộc, hủy mấy chục thành trì và tài nguyên bảo địa của lăng tộc, giết đến máu chảy thành sông, đầu người lăng lóc. Tộc vương lăng tộc giận dữ, nhưng hiện tại hắn đã không có bất cứ biện pháp. Ô lão ma chết rồi, còn có ai có thể tìm được Lục Ly? chẳng lẽ đi thỉnh cường giả đại viên mãn ra tay vấn đề là bọn họ lấy cái gì đi thỉnh cường giả đại viên mãn đâu dễ mời tới trong lăng thành rối loạn rất nhiều con dân đã lặng lẽ di chuyển lăng thành vốn náo nhiệt cũng trở nên lạnh lẽo tộc vương lăng tộc và đám trưởng lão tụ tập trong một đại điện tộc vương lăng tộc đi qua đi lại nhìn quét chúng trưởng lão hỏi tất cả nói đi có cách gì hay nếu không nghĩ ra cách nào thì tộc ta chỉ có đường diệt vong Mấy ngày này tộc Vương Lăng tộc thu được một tin tức, hai đại tộc ở lân cận đã liên hợp, cộng thêm mười mấy tộc quần kẻ thù của bọn họ đã thương nghị xong, phỏng chừng tùy thời có thể tấn công Lăng tộc. Hai đại tộc này muốn địa bàn của Lăng tộc, tộc quần khác thì muốn báo thù, đốt chút tia lửa sẽ bùng cháy. Đại trưởng lão của Lăng tộc nhìn trên mặt đám trưởng lão tràn ngập vẻ kinh hoàng, hắn khe khẽ thở dài, vẻ mặt chua xót nói. Bây giờ chỉ còn một con đường để đi chúng trưởng lão đều cảm giác như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng cùng nhìn chằm chằm đại trưởng lão lăng tộc tộc vương lăng tộc trầm giọng nói đại trưởng lão đã đến tình trạng này rồi ngươi đừng ngập ngừng nữa nói mau lên thần phục đại trưởng lão khe khẽ thở dài nói cúi đầu đi cúi đầu thần phục một đám trưởng lão mắt đỏ ngầu một trưởng lão đập bàn nói bảo chúng ta cúi đầu hướng tử thần thần phục tử thần tuyệt đối không thể nào lão phu thà chết trận oanh liệt thà toàn tộc diệt vong cũng không thể thần phục tử thần những trưởng lão khác cũng lần lượt gật đầu thân là đại tộc phải tạo ngạo cốt và tôn nghiêm của đại tộc sao có thể cúi đầu hướng kẻ địch đại trưởng lão xua tay nói các ngươi lầm không phải cúi đầu hướng tử thần mà là hướng một siêu cấp đại tộc có mấy siêu cấp đại tộc từng lộ ý muốn chiêu lãm chúng ta ta nghĩ chỉ cần cúi đầu trước một siêu cấp đại tộc thì đại viên mãn của bọn họ chắc chắn sẽ ra tay giúp chúng ta, đại viên mãn vừa ra tay, lục ly còn sống nổi không? Thần phục một đại tộc siêu cấp. Các trưởng lão đều trầm mặt, nếu thần phục thì không phải chỉ trong một hai năm hay một hai trăm năm, mà là vĩnh viễn, trừ khi tộc cùng bọn hắn lớn mạnh lên, vượt qua cả đại tộc siêu cấp lớn kia. Thiên cương tinh vực có 16 đại tộc siêu cấp, bọn hắn đều có cường giả đại viên mãn. Rất nhiều tộc quần ở Thiên Cương Tinh vực đều lệ thuộc vào những đại tộc siêu cấp này. Những đại tộc siêu cấp này rất ít khi khai chiến mà bọn hắn chỉ thường phái những tộc quần lệ thuộc đi khai chiến. Thật ra đây là một sách lược để kiềm hãm những tộc quần lệ thuộc trở nên mạnh mẽ hơn, làm tiêu hao thực lực của bọn hắn trong thời gian dài, như vậy 16 đại tộc này sẽ vĩnh viễn là bá chủ của Thiên Cương Tinh vực. Một khi thần phục một đại tộc siêu cấp thì cơ hồ không còn cơ hội phát triển lớn mạnh, trừ phi đại tộc này bị tiêu diệt có điều nếu đại tộc này bị tiêu diệt thì những tộc quần lệ thuộc chắc chắn cũng bị tiêu diệt dần mòn cho nên nếu như không phải bất đắc dĩ thì tộc quần bình thường sẽ không thần một tộc quần khác còn nếu như không thần phục thì bọn hắn hoặc là bị diệt tộc hoặc là phải rút lui toàn bộ tộc lui ẩn về bí cảnh hoặc đi đến những tinh vực khác hoặc là đi đến tiên vực đi đến các tinh vực khác hoặc tiên vực ngộ nhỡ bị tử thần tiếp tục truy sát thì sao còn nếu vào trong bí cảnh thì tộc quần này phải ẩn nấp ít nhất vạn năm trở lên mới có cơ hội phục hồi nguyên khí ánh mắt của hết thảy cường giả đều tìm đến tộc vương của bọn hắn bọn hắn không thể đưa ra quyết định cho những chuyện này bởi vậy chỉ đành trông chờ vào quyết định của tộc vương sắc mặt tộc vương lăng tộc càng trở nên nghiêm trọng nếu một khi quyết định bất cẩn thì lăng tộc này sẽ vạn kiếp bất phục đám tạp chủng xích long tộc tộc vương lăng tộc thầm mắng một tiếng nếu không phải xích long tộc giật dây thì lăng tộc sao đi trêu chọc đám người điên tử thần kia. Bọn hắn cũng không ngờ rằng tử thần lại có một người biến thái như vậy. Hiện giờ trộn gà không được còn mất đi nắm gạo, không, không phải mất đi nắm gạo mà ngay cả bản thân cũng bị tính vào trong đó. Hô hấp của tộc vương lăng tộc càng trở nên nặng nề, đi tới đi lui nhiều lần trong đại điện, trầm ngâm đầy đủ hơn một canh giờ hắn vẫn chưa nắm chắc chủ ý. Vào lúc này bên ngoài có một chấp sự bước tới, Hắn đi vào truyền một tin khiến tộc vương lăng tộc cùng một đám trưởng lão không nén được giận dữ trong lòng. Bẩm tộc vương cùng các vị trưởng lão, Lục Ly vừa tập kích tế nguyên thành, trong thành bị giết chết hơn 10 vạn quân sĩ, còn có 36 thánh hoàng chấp sự. Mặt khác tiêu công tử cũng đã bỏ mình. Toàn bộ lăng tộc chỉ có một công tử được xưng là tiêu công tử, đây là một trong những hậu bối mà tộc vương yêu thích nhất. Cơ thể tộc vương lăng tộc run rẩy, con mắt trợn trừng thật lớn, nổi giận quát, tại sao hắn lại ở tế nguyên thành các ngươi đều là phế thải sao ta đã hạ lệnh rồi tại sao hắn rời đi lăng thành mà các ngươi không biết tộc vương bớt giận chấp sự này không người hành lễ đáp lại tiêu công tử đánh cược với một vài công tử khác hắn nói muốn tự tay đâm chết lục ly hắn để lại trong thành một giả thân còn chân thân thì tiềm ẩn đi ra ngoài còn có mấy chấp sự yểm trợ cho hắn chúng ta cút ra ngoài tộc vương lăng tộc thét lên một tiếng sau đó nổi giận quát mắng ngu xuẩn ngu xuẩn dựa vào sức chiến đấu của thánh hoàng hậu kỳ như hắn cũng muốn đi giết lục ly ngu xuẩn không chịu được không thể nào ngu xuẩn hơn tiêu công tử này là một trong những hậu bối có thiên phú tốt nhất lăng tộc chuyện đột phá cảnh giới vô hạn đến gần đại viên mãn đã nắm chắc trong tay hơn nữa còn là thiên tài có hy vọng đột phá đại viên mãn hiện giờ bỏ mạng một cách nhảm như vậy khiến tộc vương lăng tộc đau lòng không thôi đồng thời cũng cực kỳ tức giận trầm hắn nổi giận vỗ trầm lên bàn đôi mắt đỏ ngầu nói đại trưởng lão ngươi đi liên hệ với ba đại tộc siêu cấp ở phụ cận xem bọn hắn ra điều kiện thế nào chọn một tộc có điều kiện tốt nhất để quy hàng ngươi phải đàm phán với bọn hắn chính là yêu cầu giúp chúng ta đánh giết lục ly tốt nhất là có thể giúp chúng ta tiêu diệt cả tử thần bằng không chúng ta thà chết cũng không chịu hàng. Hờ! Mấy trưởng lão khẽ thở dài, cuối cùng vẫn dẫn đến mức độ này sao? Một khi lăng tộc tự làm mình có thêm gồng xích thì sau này vĩnh viễn không có cơ hội cuộc khởi. Có điều nghĩ đến hiện tại còn có nguy cơ bị diệt tộc, chớ nhắc chi đến cuộc khởi. Lui vào trong bí cảnh cũng là một con đường, nhưng trong bí cảnh tài nguyên thiếu thốn, không có địa bàn thì lăng tộc muốn cuộc khởi lại càng thêm khó rời đi thiên cương tinh vực thì hy vọng cuộc khởi cũng rất xa vời, lăng tộc đã suy nhược đến không thể cứu vớt, nếu đánh chết được lục ly thì chí ít vẫn có thể báo thù thay cho con dân và những cường giả đã chết kia. Tộc vương lăng tộc đã ra quyết định thì không thể lay chuyển gì thêm. Đại trưởng lão lăng tộc dẫn theo hai trưởng lão khác đi liên hệ với ba đại tộc ở phụ cận, ba đại tộc siêu cấp kia cũng tỏ vẻ đồng ý thu nhận lăng tộc quy hàng. Tuy rằng lăng tộc đã chết một trưởng lão, còn có rất nhiều thánh hoàng, quân sĩ cũng bị tử thương không ít nhưng xét đến tổng thế vẫn chưa tổn thương đến nguyên khí, vẫn được coi là một tiểu đệ khá đắc lực. Kẻ nào là người không thích có nhiều tiểu đệ? Nếu có nhiều tiểu đệ, hàng năm sẽ được dâng lên rất nhiều tài nguyên, còn có thể chỉ huy bọn hắn như tay sai. Đại trưởng lão lăng tộc bắt đầu đàm phán, đưa ra yêu cầu đánh giết lục ly cùng tử thần, còn đưa ra thêm một vài điều kiện khác. Ba đại tộc này cơ hồ không chút do dự. Diệt tử thần là điều không thể, bọn hắn đều nhận được tin tử thần có thể trở thành chủ tể ở thiên loạn tinh vực cũng là vì có con trai của đông cảnh chi vương làm hậu thuẫn. Nếu diệt tử thần thì không phải sẽ đồng nghĩa với việc khiêu khích con trai của đông cảnh chi vương sao? Đến khi ấy đông cảnh chi vương nổi giận, một đám đại viên mãn đuổi giết đến đây thì bọn hắn đều sẽ xong đời. Có điều chuyện hỗ trợ đánh giết lục ly thì bọn hắn không từ chối. Bọn hắn không quá rõ ràng quan hệ giữa lục ly và tiểu bạch, hơn nữa nếu không giết chết lục ly thì lăng tộc sẽ không được bình yên. Hơn nữa những đại tộc siêu cấp kia rất khó chịu với lục ly, hắn định coi thiên cương tinh vực là hậu hoa viên nhà hắn sao. Thản nhiên đi tới đi lui, muốn giết thì giết. Chuyện này không phải đang bắt nạt thiên cương tinh vực không có người sao. Chỉ là một cấp đế mà thôi, cho dù có một vài thủ đoạn thì cũng chỉ có hai chí tôn thần binh, ở trong mắt đại tộc siêu cấp cũng không nhầm nhò gì. Bên dưới đại viên mãn đều là dung dế, chỉ cần đại viên mãn ra tay thì muốn bóp chết hắn thế nào liền bóp chết thế ấy ba đại tộc đều đưa ra những điều kiện rất tốt những điều kiện này cũng không phải tùy tiện đưa ra đã đưa ra thì phải thực hiện bởi lẽ đại tộc siêu cấp cũng cần giữ lại mặt mũi một đại tộc đã không còn tính dự thì những thủ hạ cùng tộc quần lệ thuộc kia đều sẽ làm phản đến khi ấy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng cuối cùng lăng tộc lựa chọn một đại tộc siêu cấp tương đối mạnh quán tộc đại tộc này có hai cường giả đại viên mãn cường giả vô hạn đến gần đại viên mãn có mười mấy người, là tộc xếp hạng thứ ba ở thiên cương tinh vực. Tộc quần bọn hắn đã đồng ý hỗ trợ đánh giết lục ly, đồng thời giết chết toàn bộ tử thần xâm lớn thiên cương tinh vực. Sau này nếu tử thần dám phái cường giả đến đây thì bọn hắn sẽ ra tay đánh giết toàn bộ. Mặt khác bọn hắn yêu cầu tài nguyên dân lên mỗi năm cũng không nhiều, đồng thời đưa ra yêu cầu cũng không quá đáng, xem như khá ôn hòa. Đương nhiên, ai biết được sau này có thay đổi hay không? một khi trở thành tộc quần lệ thuộc thì vận mệnh đã không còn nằm trên tay lăng tộc mà là lão đại gọi ngươi làm gì thì ngươi buộc phải làm thế đấy sau ba ngày lăng tộc chính thức phát ra thông cáo trở thành tộc quần lệ thuộc của quán tộc một mặt khác quán tộc cũng phát ra thông cáo lăng tộc trở thành tộc quần lệ thuộc của quán tộc bất kỳ võ giả tộc quần nào dám công kích lăng tộc chính là đang đối địch với quán tộc quán tộc sau khi nhận được tin tức Lục Ly không dám động thủ tiếp bởi lẽ quán tộc có hai cường giả đại viên mãn. Ở trước lúc không thể xác định cường giả đại viên mãn có thể nhìn thấu vô ngân đạo hay không, hắn không dám manh động. Đại viên mãn là cường giả cao cấp nhất trên thế giới này, bên dưới đại viên mãn chỉ là đám dung dế, câu nói này không phải đùa giỡn mà là sự thật. Đại viên mãn nghĩa là đã đạt đến đỉnh phong ở một phương diện nào đó, được thiên địa tán thành mới có thể xem là đại viên mãn cường giả đại viên mãn có thể khống chế lực thiên địa ở xung quanh nói cách khác chỉ cần đại viên mãn không muốn cho dù ngươi có phóng thích công kích thì chỉ với một ý nghĩ đại viên mãn cũng có thể tiêu trừ công kích của ngươi đại viên mãn cũng không cần động thủ với một ý nghĩ đã trấn áp được hết thảy thì không phải là võ giả bên dưới đại viên mãn đế cấp có thể đánh giết thánh hoàng thánh hoàng có thể giết chết cường giả vô hạn đến gần đại viên mãn có điều không phải cường giả đại viên mãn thì căn bản không có khả năng đánh giết đại viên mãn, thế giới này chưa từng xảy ra trường hợp như vậy. Quán tộc có đại viên mãn, hơn nữa còn có hai người, đồng thời đã bày tỏ thái độ. Lục Ly đương nhiên không thể manh động, hắn buộc phải xác định đại viên mãn có thể tra xét đến hắn hay không, bằng không nếu hắn trực tiếp công kích thì chắc chắn sẽ bị cường giả đại viên mãn của quán tộc giết chết. Lục Ly đang nghe truyện trên TV audio CV suy nghĩ hồi lâu quyết định rút về thiên loạn tinh vực. Không phải hắn đã sợ, cũng không phải hắn muốn dừng lại ở đây, hắn muốn trở về tìm kiếm một đại viên mãn thử xem sao, hắn nhớ tộc vương cương tộc có thực lực rất mạnh, không kém là bao so với tộc vương yểm tộc. Nếu như tộc vương cương tộc không phát hiện ra hắn thì hắn vẫn có thể tiếp tục đi đến thiên cương tinh vực. Hắn rời đi thiên cương tinh vực, đi đến giới diện mà đám mạc hoàng ẩn nấp đám người mạc hoàng đều ở bên này, đợi lục ly đến, ba đầu sỏ lập tức tới đón. Đám mạc hoàng đương nhiên nghe ngóng được tin tức, biết được chuyện lăng tộc nương nhờ quán tộc. Lục hoàng Mạc hoàng rất khách khí hành lễ nói Ngươi đều nghe thấy thông cáo của quán tộc cùng lăng tộc rồi chứ. Lục ly gật gật đầu, hắn nói Ta chuẩn bị trước tiên trở về thiên loạn tinh vực, các ngươi cũng trở về thôi. Trở về một đầu sỏ cao mày nói, Lẽ nào cứ tính như thế? Nếu dừng ở đây thì thiên loạn tinh vực chúng ta không còn cách mở ra đường khẩu. Đường khẩu ở những tinh vực khác chắc chắn cũng bị ảnh hưởng, uy danh của tử thần chúng ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn." Mạc Hoàng Trừng mắt nói. "Dư Hoàng, ngươi đây là có ý gì? Quán tộc đã ra tay, ngươi còn muốn tiếp tục để Lục Ly đi chịu chết? Nếu không phục thì ngươi có thể đi." Dư Hoàng ngẩn người, sau đó đỏ bừng mặt nói. "Ta đi thì đi." Ta lại sợ quán tộc hay sao? Được rồi." Lục Ly cười nói. "Đối đầu với kẻ địch mạnh thì chúng ta cần phải đoàn kết. Ta cũng chưa có nói sẽ từ bỏ, ta chỉ trở về để chuẩn bị chút ít, nếu như sự tình thuận lợi thì ta có thể tiêu diệt Lăng tộc. Nếu như sự tình không như ý thì ta sẽ không miễn cưỡng. Được rồi, đi về trước đã." Mạc Hoàng khoát tay, lần này đi đã lâu, hơn nửa hiện giờ tạm thời chưa thể hành động. Đi về trước một chuyến cũng được. Mạc Hoàng cùng Lục Ly đều quyết định trở về, hai đầu sỏ còn lại cũng không tiện nói gì thêm, toàn bộ đều quyết định trở về, chỉ để lại vài thám báo đỉnh cấp thăm dò tin tức. Lục Ly dặn dò bọn hắn không cần tận lực thăm dò quán tộc cùng lăng tộc, tùy tiện chọn một giới diện ẩn nấp, có tin tức gì quan trọng thì lưu ý là được. Đám Lục Ly cưỡi chiến thuyền bay trở về, lần này Lục Ly không có thời gian, cho nên Mạc Hoàng không ngừng tăng tốc chiến thuyền. Chỉ mất thời gian là 4 tháng đã về đến Thiên Loạn Tinh vực. Sau khi về Thiên Loạn Tinh vực, Lục Ly trở về Lục gia một chuyến. Phía bên Lục Minh không có chuyện lớn gì, chỉ là Trung Vương giới đã triệu tập đến một vạn hạt giống tinh anh, đám Lục nhân hoàng đã sắp xếp xong xuôi. Lục Ly đi luận sự đường bàn bạc với đám Lê hoàng cả một đêm, hắn không nói gì chỉ muốn Lê hoàng liên lạc với tộc Vương cương tộc giúp đỡ hắn một vấn đề nhỏ. Tử thần cùng cương tộc là liên minh, quan hệ cũng không tệ. Lê Hoàng không gặn hỏi điều gì, lập tức lấy danh nghĩa tử thần truyền lời đến. Chỉ hơn nửa ngày sau phía bên cương tộc đã truyền tin đến, tộc vương cương tộc bày tỏ không thành vấn đề, chỉ cần hắn giúp được thì chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ. Tử thần không có đại viên mãn nhưng cương tộc thì lại có hai người, tộc vương bọn hắn là một nhân vật hết sức mạnh mẽ, so với tộc vương yểm tộc cũng không kém là bao. Theo lẽ thường cương tộc cùng tử thần không cùng một cấp bậc, có điều cương tộc hết sức hiểu rõ mặc dù tử thần không có đại viên mãn nhưng so với 10 đại chủ tể còn quan trọng hơn rất nhiều. Bởi lẽ sau lưng tử thần là đông cảnh chi vương. Sau khi biết là lục ly thỉnh cầu, tộc vương cương tộc không hề do dự đã đồng ý chuyện của tử thần hắn không thèm quan tâm nhưng chuyện của lục ly hắn lại vô cùng để ý, đừng nói là giúp đỡ một chuyện nhỏ, cho dù là chuyện lớn thì hắn cũng không ngại giúp đỡ. Thiên Việt thành cùng chủ thành cương tộc có truyền tống trận, lục ly cùng mặt hoàng truyền tống qua, phía bên cương tộc đã tiếp đãi với đại ngộ vô cùng cao cấp. Rất nhiều trưởng lão cương tộc đến trước nghênh đón, đại trưởng lão cương tộc đích thân dẫn đường, tộc vương cương tộc chờ ngay trong đại điện, tự mình thiết yến khoản đãi lục ly. Nếu dựa theo tuổi tác của lục ly, chỉ cần những người trẻ tuổi ra mặt tiếp đón là được, có điều lần này các công tử trẻ tuổi không có tư cách nhập bàn. Chỉ có một công tử cùng một tiểu thư đi ra bái kiến Lục Ly và Mạc Hoàng, còn lại đều là đám trưởng lão tiếp đãi Người khác nể tình, Lục Ly và Mạc Hoàng đương nhiên cảm kích mà mang theo nụ cười vô cùng khách khí. Trụ no thịt đầy, tộc vương cương tộc mới nói đến chính sự, Lục Ly liếc mắt nhìn những trưởng lão gần đó, tộc vương cương tộc hiểu ý, phất tay để một đám trưởng lão lui ra ngoài. Chờ đến khi đám trưởng lão đã lui ra hết, tộc vương cương tộc còn mở ra thần văn đại điện, lúc này mới ý cười điềm nhiên nói được rồi lục hoàng có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng ra đừng ngại chỉ cần bản vương có thể làm được thì tuyệt đối không khước từ kỳ thực cũng không phải chuyện lớn gì lục ly không người hành lễ hắn cười nói tại hạ có tham ngộ một loại đạo kính mong cương tộc vương giúp đỡ chỉ điểm chút ít à trên mặt tộc vương cương tộc hơi lộ ra vẻ tò mò lục ly từ xa đến đây chỉ muốn nhờ hắn xem một loại đạo chẳng lẽ là một đạo hết sức thần kỳ Nghe nói Lục Ly là người có rất nhiều bản sự kỳ dị, bằng không cũng không thể lấy cảnh giới cấp đế để ngồi lên vị trí đầu sỏ. Bởi vậy nên tộc vương cương tộc đương nhiên cảm thấy rất có hứng thú. Tộc vương cương tộc khoát tay nói. Lục Hoàng cứ tự nhiên. Nếu bản vương nhìn ra được điều gì thì chắc chắn sẽ chỉ điểm. Đa tạ. Lục Ly chấp tay, sau đó cơ thể hơi lóe sáng biến mất ở trong đại điện. Mạc Hoàng ở bên cạnh thấy hơi buồn bực, lục ly có ý gì đây hắn thả vô ngân đạo vì muốn xem tộc vương cương tộc có nhìn thấu hay chăng có vẻ hắn nghĩ hơi nhiều rồi đại viên mãn có thể khống chế lực thiên địa ở xung quanh thì sao không có khả năng nhìn ra chân thân của hắn sau khi lục ly biến mất tộc vương cương tộc quả thật hơi giật mình sau đó con mắt sáng lên một luồng tinh quang trên người hắn mở ra một luồng sóng dập dần trong nháy mắt khuếch tán ra toàn bộ đại điện không bao lâu ánh mắt tộc vương cương tộc lộ ra vẻ ngạc nhiên Thần niệm của hắn mạnh mẽ như vậy lại không tìm ra được lục ly. Vụt. Tay hắn xoay chuyển đến, lòng bàn tay sáng lên một luồng sáng le lói, tiếp theo đó toàn bộ lực thiên địa trong đại điện đều bắt đầu dập dần. Mạc Hoàng có thể cảm ứng được một luồng sức mạnh thần bí đang bao phủ lên toàn bộ đại điện. Mọi thứ trong đại điện này tựa như đều bị tộc Vương cương tộc nắm giữ trong tay, nếu như tộc Vương cương tộc muốn giết hắn thì cũng không cần ra tay, hơi chuyển động ý nghĩ thì lực thiên địa đã nghiền nát hắn thành thịt vụn đây là đạo gì vào lúc mạc hoàng vẫn đang cảm thấy sức mạnh của đại viên mãn thì giọng nói ngạc nhiên lẫn ngờ vực của tộc vương cương tộc vang lên thế giới này còn tồn tại một đạo kỳ dị như thế chẳng lẽ là vô ngân đạo trong truyền thuyết mạc hoàng kinh hãi con ngươi trợn trừng hỏi cương tộc vương ngài chẳng lẽ ngài cũng không phát hiện ra lục ly tộc vương cương tộc không đáp lại mạc hoàng hai tay hắn vung lên toàn bộ đại điện lập tức nổi lên một trận cuồng phong, gió lớn đến mức thổi bay rất nhiều đồ đạc trang trí trong đại điện mà Lục Ly vẫn chưa hiển lộ cơ thể. Ha ha ha, khá thú vị, rất được. Tộc vương cương tộc cười lớn, bỗng nhiên tay hắn lại ép xuống bên dưới, một luồng sức mạnh khủng khiếp đè ép xuống giống như thương khung vừa ập xuống. Trong khoảnh khắc đó cơ thể Mạc Hoàng run rẩy, suýt không chịu được quỳ xuống, vào lúc này hô hấp Mạc Hoàng đã đình trệ, đừng nói chi đến cử động một đầu ngón tay trấn áp lực thiên địa, tuyệt kỹ siêu cường của đại viên mãn. Sau khi tộc vương cương tộc thả ra, bên trong đại điện hiển lộ một bóng người, khuôn mặt hắn cay đắng, cơ thể cũng không động đậy. Tộc vương cương tộc vất tay, sức mạnh khủng bố kia biến mất, mạc hoàng cùng lục ly mới có thể cử động. Tài năng như thần. Tộc vương cương tộc đầy mặt cảm khái nói. Lục hoàng, đây chính là vô ngân đạo của tiên vực. Đúng. Lục ly không người tiếp thu ánh mắt của cương tộc vương thật tốt đây là lục mổ ngẫu nhiên ở tiên vực cảm ngộ được gần đây mới tham ngộ đại thành lợi hại tộc vương cương tộc giơ ngón tay cái lên nói vô ngân đạo này của ngươi nếu bản vương không biết người đang ở gần đây không dùng đến trấn áp lực thiên địa thì không tài nào phát hiện vô ngân đạo này của ngươi cho dù đại viên mãn thông thường có lẽ cũng không phát hiện được trừ phi bọn hắn hoài nghi ngươi đang ở phụ cận mà vận dụng trấn áp lực thiên địa thì ngươi mới hiển lộ thân hình nắm giữ vô ngân đạo, ngươi có thể đi khắp thiên hạ. Ồ. Mạc Hoàng nhất thời mừng rỡ, Lục Ly nắm giữ vô ngân đạo chính là thích khách biến thái nhất trên thế giới này. Lục Ly có thể đi đến phía bên Lăng tộc, quán tộc có hai đại viên mãn thì đã sao? Lục Ly vẫn có thể hoành hành ngang dọc. Lục Ly lại không lạc quan như vậy, hắn gặng hỏi. Cương tộc vương, có phải tất cả đại viên mãn nếu không dùng đến trấn áp lực thiên địa thì không thể phát hiện ra ta? cũng không phải." Tộc Vương Cương tộc lắc đầu nói, "Nếu là đại viên mãn tham ngộ pháp tắc không gian thì ta cảm thấy bọn hắn vẫn dễ dàng nhận ra ngươi. Các hệ còn lại thì có vẻ tương đối khó. Ngươi gặp phải đại viên mãn tu luyện pháp tắc không gian buộc phải cẩn thận, bọn hắn cực kỳ nhạy cảm với không gian, cũng là đại viên mãn biến thái nhất. Bởi vì ngươi có bất kỳ cử động nào hắn đều có thể nhận biết được ngay lập tức." "Ừm, ta đã biết." Lục Ly suy nghĩ một lát, trong đáy mắt hắn lóe lên một tia quyết tâm hắn lại chắp tay nói cương tộc vương ngài thử lại một lần nữa để xem có phát hiện được ta được tộc vương cương tộc rất tình nguyên gật đầu đáp lại cơ thể lục ly lóe sáng lần này hắn tiến thẳng vào bên trong pháp giới hắn tiến vào trong pháp giới với thả ra vô ngân đạo đều biến mất không tâm hơi cho nên xem ra cũng không có vẻ gì khác biệt tộc vương cương tộc cũng thả thần niệm ra sau đó sử dụng lực thiên địa để cảm giác hắn còn dùng lực thiên địa để phóng thích một vài thủ đoạn nhưng không thể nào phát hiện ra lục ly. Cuối cùng hắn vận dụng trấn áp lực thiên địa xong lần này lại không ép lục ly ra ngoài được. Bởi lẽ lục ly căn bản không ở bên trong đại điện mà đã tiến vào trong pháp giới. À. Tộc vương cương tộc đầy mặt ngạc nhiên, hắn đã rất nhiều năm chưa biểu lộ vẻ mặt như vậy. Hắn thân là đại viên mãn, hơn nữa còn là lão quái đã sống được vô số năm, trận thế nào còn chưa nhìn thấy. Sóng to gió lớn nào còn chưa chứng kiến. Những chuyện có thể khiến hắn thay đổi sắc mặt quả thực rất ít. Vừa nãy Lục Ly khiến hắn cảm thấy bất ngờ thì hiện giờ lại khiến hắn cảm thấy rất chấn động, hắn đã vận dụng lực thiên địa nhưng lại không thể ép Lục Ly đi ra ngoài. Nên biết rằng toàn bộ đại điện đều bị lực thiên địa trấn áp bên dưới, trừ phi Lục Ly không còn ở trong đại điện này, bằng không sao có thể ẩn động thân hình như vậy. Lục Ly đi đâu? Cơ thể Mạc Hoàng đã bị trấn áp phát hiện lục ly vẫn chưa hiện thân, trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ. Vào thời khắc này hắn đã hiểu ra vì sao lục ly có thể ung dung tới lui thiên cương tinh vực, với thủ đoạn này lăng tộc muốn tìm được hắn khó như lên trời. Bản vương còn không tin được. Tộc vương cương tộc liên tục phóng thích vài loại thủ đoạn mạnh mẽ khác, bao gồm cả phóng thích thần kỹ cường đại khiến cả không gian đều chấn động dữ dội, nếu không có thần văn thì sợ rằng đại điện này đã sớm đổ nát. Mặc dù là thế nhưng Lục Ly vẫn không bị cưỡng ép đi ra ngoài. Sau một nén nhang, tộc vương cương tộc cười nói. Lục tiểu hữu, mời ra đây. Bản vương coi như đã vui lòng thành phục ngươi rồi. Vụt. Cơ thể Lục Ly lóe sáng xuất hiện ở bên ngoài, tộc vương cương tộc chắp tay nói. Lục tiểu hữu, ngươi đã làm lão phu được mở mang tầm mắt, anh hùng xuất thiếu niên, khâm phục khâm phục. Tộc vương cương tộc gần như được xem là tối cường giả của thiên loạn tinh vực hắn chấp tay với một hậu bối tuổi còn trẻ, còn vui lòng thành phục với Lục Ly, nếu chuyện này được bên ngoài biết được, sợ rằng toàn bộ thiên loạn tinh vực đều sẽ chấn động. Mạc Hoàng bị chấn động không hề nhẹ, bản thân hắn đã hoàn toàn bị Lục Ly khuất phục. Đừng nói đến bọn hắn, cho dù một cường giả đại viên mãn thì phỏng chừng cũng chưa có thể khiến tộc vương cương tộc vui lòng thành phục. Chỉ riêng chuyện này Lục Ly đã đáng để toàn bộ tử thần tự hào vì hắn, khuất phục bởi hắn lực thiên địa đã được hủy bỏ, lục ly không người nói. Cương tộc vương đã quá khen. Chút trò vặt của vãn bối đã khiến tộc vương chê cười. Tộc vương cương tộc hiếu kỳ gặn hỏi. Lục tiểu hữu, vừa nãy ngươi cũng thả vô ngân đạo. Vô ngân đạo lại biến thái như vậy. Chuyện này. Lục ly có hơi lúng túng sờ mũi, suy nghĩ chốc lát nói. Vừa nãy không phải vô ngân đạo, là một loại thần thông khác của vãn bối, cái này. Ha ha ha. Trông thấy Lục Ly muốn nói lại thôi, tộc vương cương tộc khoát tay áo nói. Được rồi, mỗi cường giả đều có bí kỹ của riêng mình, ngươi không cần nói ra. Bản vương có thể nói cho ngươi hiểu, với thần thông vừa nãy có ngươi, tiên vực thì không nói nhưng tám đại tinh vực mặt ngươi tung hoành, cho dù mấy lão quái vật mạnh mẽ nhất phỏng chừng cũng không tìm được ngươi. Ngươi muốn đi thiên cương tinh vực. Tộc vương cương tộc đâm chiêu một lát mới nói. Ngươi đến tìm bản vương hẳn là muốn kiểm chứng xem hai lão quái quán có thể phát hiện ra ngươi không? Ngươi yên tâm, bản vương từng giao thủ với hai lão quái này, ta dám cam đoan chỉ cần ngươi không bị hai lão quái này nhắm vào thì bọn hắn sẽ không phát hiện được ngươi. Coi như ngươi thả ra vô ngân đạo bọn hắn cũng không tìm ra được ngươi. Ừm. Lục ly có hơi phấn chấn, mặt hoàng lại càng kích động hơn. Trận chiến thiên cương tinh vực có quan hệ trọng đại, nếu có thể đánh phục quán tộc thì tử thần sẽ danh chấn tám đại tinh vực đại tộc bình thường chắc chắn sẽ không tìm đến tử thần gây chuyện phiền phức tử thần cũng sẽ tiếp đón thời kỳ phát triển mạnh mẽ cuối cùng trở thành một trong những bá chủ của tám đại tinh vực có điều tộc vương cương tộc suy nghĩ rồi nghiêm mặt nói đại viên mãn có thể hòa vào trong thiên địa có thể im hơi lặng tiếng ẩn nấp trong không trung các ngươi căn bản không thể phát hiện ra cho nên ngươi đi quán tộc buộc phải cẩn thận không có chuyện gì thì cố gắng không hiển lộ thân hình, làm xong chuyện phải lập tức rời đi, tuyệt đối không nên dừng lại. Ngươi cũng đừng tận lực đánh giết tộc nhân của quán tộc, chỉ cần tiêu diệt lăng tộc là được, bằng không quán tộc không thể nào xuống đài thì bọn hắn chỉ còn cách cứng rắn công kích đến tổng bộ tử thần các ngươi, đến khi ấy mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức. Kỳ thực Tộc vương cương tộc dừng lại một hơi, bổ sung thêm. Bản vương kiến nghị, cố gắng không treo chọc đến quán tộc lục tiểu hữu nếu như vận may của ngươi không tốt bị đại viên mãn gặp được nếu hắn nhằm được vào ngươi thì cho dù ngươi có thủ đoạn nghịch thiên cũng chỉ còn đường chết ta nói đến đây chính các ngươi nên suy nghĩ cho thật kỹ từ cương tộc trở về lục ly cùng mấy đầu sỏ còn lại cùng nhau bàn bạc một phen Mạc hoàng cùng dực hoàng khuyên lục ly không nên nóng vội thận trọng làm việc vẫn hơn những đầu sỏ còn lại cũng không khuyên lục ly đi thiên cương tinh vực nếu lục ly bỏ mạng thì đây chính là tổn thất rất lớn của tử thần tử thần vừa leo lên vị trí chủ tể sợ rằng đã không bảo toàn được lục ly không lập tức quyết định ngay chỉ nói rằng nghỉ ngơi trước một thời gian suy nghĩ kỹ mấy ngày hắn về đến lục phủ về đến bên cạnh người thân cơ thể cùng tâm trạng đều được thả lòng hắn cũng không nghĩ nhiều thêm trước hết an tâm giải lao mấy ngày thiên cương tinh vực bên kia gió nổi mây vần lục gia bên này cũng không phải hiểu biết quá tường tận lục nhân hoàng cùng lục ly biết được chút ít nhưng không nói với mấy người khác cho nên các nàng chỉ cho rằng Lục Ly ra ngoài mấy năm nên cũng không có hỏi nhiều. Không gặp nhau đã lâu, Lục Ly thật vất vả mới trở về một chuyến, Doãn Thanh Ti cùng mấy nàng tượng linh lung đều xuất quan bầu bạn với Lục Ly mấy ngày. Quan cảnh sân sau Lục Phủ vô cùng đẹp, có một hồ nước nhỏ, bên cạnh hồ nhỏ có cây xanh bóng mát, còn có một cái đình rất lớn. Doãn Thanh Ti đang đánh đàn, Bạch Thu Tuyết đang múa kiếm, bác nhã bóp vai cho Lục Ly, tượng linh lung đọc sách, Trì Hy Nhi lại đang châm trà, còn Bạch Hạ Sương đang nô đùa bên hồ. Người một nhà vui vẻ quay quần, Lục Ly nhìn thấy cảnh này trên miệng không dứt được nụ cười, đời này của hắn Vinh Hạnh biết bao mới có được thiên kiêu hậu ái như vậy, nếu như có thêm vài đứa trẻ thì đời này coi như viên mãn. Rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào? Trong đầu Lục Ly lại nổi lên câu hỏi này, đã nhiều năm mà hắn vẫn không thể sinh ra đời sau, hắn có nhiều thê tử như vậy thì không thể xảy ra vấn đề, mà vấn đề chắc chắn là hắn. Chẳng lẽ là vấn đề do nhục thân hắn đã tái tạo một lần nữa? Nhưng mà có rất nhiều cường giả cũng từng tái tạo vẫn có thể sinh ra đời sau, cơ thể hắn nơi nào cũng vô cùng kiện toàn, chỉ là không biết vấn đề ở đâu. Nghĩ một hồi, Lục Ly thu lại tâm tư, chuyện này muốn cũng vô dụng, nhiều năm như vậy vẫn không thể, vậy thì chỉ đành tùy vào duyên phận. Ánh mắt hắn tìm đến bờ hồ phía xa, Bạch Hạ Sương cùng An Lộ Nhi đang vui đùa, tiểu đồ đệ An Lộ Nhi này đã trở thành đại mỹ nhân. Quan trọng hơn là thiên phú thực sự rất biến thái, hiện giờ đã đạt đến cảnh giới đế chi cảnh, phỏng chừng chỉ hai năm nữa sẽ đột phá cấp đế. Lục Linh trở thành đối tượng theo đuổi của vô số công tử, An Lộ Nhi cũng thế, hơn nữa đám trẻ tuổi còn thêm Lục Linh cùng An Lộ Nhi vào trở thành ngũ đoá kim hoa của tử thần. Thanh niên tuấn tú theo đuổi An Lộ Nhi nhiều như cá chép qua sông, có điều An Lộ Nhi vẫn không để ý, cũng chưa từng ra ngoài tham gia tiệc rượu, chỉ ở bên cạnh đám sư nương vẫn phải đi thiên cương tinh vực một chuyến. Vào lúc này rốt cuộc lục ly đã hạ quyết tâm, không đi thiên cương tinh vực một chuyến thì không thể hoàn toàn đánh phục quán tộc, đường khẩu của tử thần ở thiên cương tinh vực cũng không thể mở ra. Bên này nếu bị ngăn chặn thì phỏng chừng ở những tinh vực còn lại cũng lục tục xảy ra chuyện, hy vọng của tử thần sẽ chịu đã kích nặng nề. Tử thần không có đại viên mãn, thế lực cũng vừa mới chuyển hình, bản thân căn cơ không ổn định. Một khi gặp phải đã kích thì vị trí chủ tể của tử thần cũng sẽ lung lay. Chẳng lẽ lại mời Tiểu Bạch xuống một chuyến? Cục diện của của Tiểu Bạch hiện giờ lại càng nguy hiểm hơn hắn. Nếu không đột phá đại viên mãn thì khó lòng giữ được vị trí đông cảnh chi vương, phỏng chừng nhiều cường giả đi theo cha hắn cũng bị chém cùng giết tận. Tiểu Bạch trên lưng gánh áp lực lớn như vậy, lúc này là thời điểm cần dành nhiều thời gian để bế quan đột phá, lục ly sao có thể quấy rầy hắn đây? một khi tử thần không ổn định thì lục gia cũng không ổn định lục minh cần thời gian để phát triển và đúc kết cho nên vì tử thần hắn buộc phải tranh thủ chút ít thời gian không gian để phát triển chuyến này nhất định phải đi thiên cương tinh vực đại viên mãn quả thực rất mạnh một khi bị đại viên mãn nhắm trúng hắn chắc chắn sẽ chết nhưng quán tộc chỉ có hai đại viên mãn bọn hắn nhiều nhất chỉ điều động một người điều động một người còn khiến cả thiên hạ cười nhạo có nhiều giới diện như vậy Thiên địa rộng lớn như vậy, trừ phi vận may của hắn vô cùng kém mới vừa vặn đụng trúng đại viên mãn này. Chỉ cần không gặp phải đại viên mãn thì hắn còn sợ gì? Một tháng sau sẽ xuất phát, đánh trước lại nói sau. Lục Ly âm thầm hạ quyết tâm một tháng sau sẽ xuất phát, hắn sẽ đánh liều một phen. Nếu như thắng đổi lấy thời gian mấy trăm năm phát triển tử thần, còn nếu thua thì mạng cả hắn đành để lại ở thiên cương tinh vực. Một tháng thoáng chốc đã trôi qua, Lục Ly thông báo với mọi người chỉ nói đại diện cho tử thần đến thiên cương tinh vực xử lý chút chuyện mà không nói gì thêm đám nữ tử cũng không hỏi nhiều các nàng đều biết nếu như không phải chuyện quan trọng không đi không được thì lục ly đương nhiên không đi mà sẽ ở lại cùng các nàng lục ly mỗi lần ra ngoài đều vì lục gia để các nàng có cuộc sống tốt hơn mà phấn đấu không ngừng lục linh cùng lục nhân hoàng có biết được ít nhiều nhưng bọn họ cũng không nhiều lời nếu lục ly đã quyết định ai nói đều vô dụng các nàng chỉ có thể âm thầm chúc phúc cùng cẩu khẩn, đồng thời quản lý lục gia cho thật tốt, đây mới là niềm động viên lớn nhất cho Lục Ly. Chúng ta đi cùng ngươi. Sau khi Mạc Hoàng cùng Lục Hoàng biết được Lục Ly muốn đi Thiên Cương Tinh vực, hai người đều đứng dậy. Mấy người Dư Hoàng cùng Lê Hoàng lại im lặng không lên tiếng, quán tộc đã phát ra thông cáo, nếu bọn hắn dám đến Thiên Cương Tinh vực thì sẽ đối mặt với sự truy sát của đại viên mãn quán tộc, Lê Hoàng qua đó cũng chỉ còn một con đường chết. Không cần lục ly cười nói các ngươi đến đó ngược lại rất nguy hiểm không bằng phái tất cả thám báo đỉnh cấp qua đó ta chỉ cần trợ giúp trên phương diện tình báo đại viên mãn sẽ không ra tay với những thám báo đỉnh cấp kia cho nên sẽ an toàn hơn đôi chút lục ly mạc hoàng ngập ngừng rồi nói không được chúng ta bỏ qua thiên cương tinh vực thôi không cần để ý chuyện được mất đây không phải là chuyện được mất lục ly khẽ thở dài nói đây là vấn đề có thể nắm giữ được mấy trăm năm phát triển hay không nếu như lần này chúng ta rút lui thì say ngày chúng ta sẽ đối mặt với vô số đã kích ngấm ngầm hoặc công khai đừng nói đến sau này chúng ta có thể phát triển lớn mạnh có thể tồn tại hay không còn là một câu hỏi tiểu bạch công tử đâu dư hoàng không nhịn được hỏi có thể mời tiểu bạch công tử trở về một chuyến hay không lục ly liếc mắt nhìn hắn nói tiểu bạch còn có chuyện của tiểu bạch Mọi việc chúng ta không nên nghĩ cách mượn lực bên ngoài mà nên nghĩ cách dựa vào chính mình. Tiểu Bạch không có nghĩa vụ giúp đỡ chúng ta mãi được, hơn nữa phía bên Đông Cảnh cũng có phiền phức, sau này chúng ta không nên nghĩ chuyện dựa dẫm vào Tiểu Bạch. Được rồi." Lê Hoàng gật đầu nói. "Vậy lần này tất cả đành dựa vào Lục Ly, ta sẽ phái hết thám báo đỉnh cấp qua đó đều nghe lệnh của ngươi. Ta chỉ yêu cầu một điều, đó là chuyện không thể làm thì Lục Ly ngươi liền rút lui về, ngươi không thể xảy ra chuyện lê hoàng không phải đang quan tâm đến lục ly mà là nếu lục ly chết tử thần sẽ chịu tổn thất lớn vị trí chủ tể của tử thần chắc chắn cũng không còn tử thần có thể trở thành chủ tể còn nắm giữ địa vị siêu nhiên ở thiên loạn tinh vực đều là vì tiểu bạch đứng sau lục ly ta đã biết lục ly gật gật đầu ánh mắt nhìn lê hoàng mạc hoàng dực hoàng nói ngộ nhở ta xảy ra chuyện thì kính mong các vị lưu tâm đến lục gia chúng ta nhiều hơn Yên tâm đi. Mạc Hoàng nặng nề gật đầu đáp lại. Trừ phi ta chết rồi, bằng không không có võ giả nào có thể ức hiếp Lục gia. Có điều Lục Ly, Lê Hoàng nói rất đúng, tất cả mọi chuyện đều không quan trọng bằng ngươi sống sót trở. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ điều này, phải sống thì mới có hy vọng. Hao tốn mất nửa năm thời gian, chiến thuyền đã đến được Thiên Cương Tinh vực. Lần này đi cùng Lục Ly còn có hơn 100 thám báo, những người này đều là thám báo đỉnh cấp ở bên ngoài phạm vi của thiên cương tinh vực, lục ly dặn dò. Lát nữa các ngươi tự mình tản ra ẩn nấp, không cần các ngươi dốc sức thăm dò tin tức, các ngươi chỉ cần ẩn nấp ở bên trong đại thành của một vài đại tộc, thăm dò một vài thông tin bình thường là được. Lưu đường chủ, ngươi tọa trấn ở một nơi điều hòa mọi người, không cần mạo hiểm đến lăng tộc hay quán tộc thăm dò tin tức, rõ chưa? Đã rõ, lục hoàng. Hơn 100 thám báo không người đáp lại, cơ thể lục ly lóe sáng đơn độc trời đi đám thám báo này đi theo hắn sẽ càng nguy hiểm thêm. Một mình hắn đi càng tự do tùy ý, hắn phóng thích thần dịch thuật biến thành một võ giả của tộc quần khác, nghênh ngang bay vào thiên cương tinh vực. Hắn không trực tiếp ra tay mà ẩn nấp đến một đại giới thăm dò tinh tứ. Đã cách thời điểm lăng tộc thần phục quán tộc một năm, tình hình bên này thế nào lục ly cũng không biết, đương nhiên trước tiên phải thăm dò một phen. Hắn ở trong đại thành tìm hiểu một hồi thì phát hiện thám báo của lăng tộc cùng quán tộc đã thăm dò bốn phía, không phát hiện được thêm gì mới dần lắng xuống trên khắp thiên cương tinh vực cũng đồn đại rằng tử thần đã sợ toàn bộ đều rút lui ra khỏi thiên cương tinh vực nghe nói lăng tộc còn mạnh miệng nói rằng sau này sẽ tổ chức một nhóm cường giả tiến vào thiên loạn tinh vực đuổi cùng giết tận đám tử thần lục ly hao tốn rất nhiều thiên thạch mới thăm dò được tình hình cùng với tất cả địa bàn của quán tộc còn thăm dò được một vài tài nguyên bảo địa quan trọng thăm dò tường tận tình hình lục ly ra tay hắn lại đi đến vĩnh giả giới, bởi vì giới diện này có mấy cường giả vô hạn đến gần đại viên mãn, hắn chuẩn bị trước tiên tiêu diệt mấy chí cường giả. Mất hơn một tháng hắn đến được vĩnh giả giới, hắn đi một vòng gần quanh vĩnh giả thành, thả ra vô ngân đạo quang minh chính đại tiến vào vĩnh giả thành. Khi hắn thăm dò được trong thành chỉ có ba cường giả vô hạn đến gần đại viên mãn thì mừng rỡ. Hắn không có kế sách gì mà trực tiếp lẻn vào trong một tòa trang viên rộng lớn, ba chí cường giả thì lúc này có hai người đang ngồi cùng một chỗ một cường giả khác đang quang ở trong một cung điện lục ly lẻn đến gần hai chí cường giả đang mãi chơi cờ vô ngân đạo của hắn hiện giờ đã đại thành coi như đứng bên cạnh hai cường giả nhưng chỉ cần hắn không ra tay không lộ ra sát thì hai người này không thể nào phát hiện ra lão dương ngươi nói tử thần thực sự đã rút lui sao hừ hừ bọn chúng không rút lui thì còn có thể làm gì Tên lục ly rác rưởi kia đám đối đầu với cường giả đại viên mãn không? Đại trưởng lão của quán tộc mà xuất động thì dễ dàng bóp chết hắn. Đã gần một năm còn chưa thất có động tĩnh gì, cũng không phát hiện ra thám báo của tử thần, tử thần nên đi rồi chứ. Ôi! Lần này bị xích long tộc hại chết khiến chúng ta tổn thất nhiều cường giả như vậy chưa nói, lại còn biến thành lệ thuộc của quán tộc. Mấy năm gần đây quán tộc chắc chắn sẽ không chèn ép chúng ta, phỏng chừng chờ thêm ít năm nữa tài nguyên dân lên mỗi năm sẽ tăng gấp đôi. Cũng đành chịu thôi, nếu đã quy hàng thì đành thuận theo tự nhiên vậy. Nếu có cơ hội thì chúng ta nhất định sẽ đi thiên loạn tinh vực nhổ tận gốc rễ tử thần, chém cùng giết tận đám tộc nhân của Lục Ly, hừ hừ. Hai trưởng lão lăng tộc vừa chơi cờ vừa nói chuyện phím, Lục Ly đứng ngay cạnh một bên, lời hai người nói lọc vào tai hắn không sót một chữ. Khóe miệng hắn lộ ra nét cười chế dẻo, hắn cảm ứng một phen, truyền âm cho huyết linh nhi đang ở bên ngoài cung điện hành động vụt huyết linh nhi được lục ly sắp xếp ẩn nấp ở bên ngoài trang viên huyết linh nhi bố trí một tiểu trận mục đích đương nhiên không phải đối phó với hai chí cường giả này mà là hấp dẫn sự chú ý của hai người lục ly nhân cơ hội sẽ đánh lén tuy rằng hắn mạnh mẽ công kích cũng nắm chắc sẽ diệt được hai chí cường giả này nhưng làm vậy sẽ càng thêm an toàn hơn vụt huyết linh nhi ở bên ngoài đã khởi động trận pháp một luồng hơi thở kinh khủng từ bên ngoài tràn vào dọa sợ hai người đang chơi cờ bọn hắn đứng dựng lên thần niệm tản ra bên ngoài thì phát hiện bên ngoài có một thần văn mỹ linh kia bọn hắn nhanh chóng phát hiện ra huyết linh nhi đang lúc nghi ngờ không thôi thì phía sau bọn hắn đột nhiên truyền đến một luồng hơi thở kinh khủng trong đầu bọn hắn hiện lên cảm giác nguy hiểm chí mạng bọn hắn không chút do dự một tấm lá chắn cùng một vòng bảo vệ đã lập tức xuất hiện trên người trong tình huống này không bằng trước tiên phòng vệ. Vụt vụt. Hai luồng hỏa diễm lan đến, trong nháy mắt nuốt trọn lấy hai chí cường giả này, ngọn lửa này chính là hỏa diễm siêu cấp, nhiệt độ cực kỳ cao. Tuy rằng hai chí cường giả này mỗi người đều thả ra thần thông phòng ngự nhưng căn bản không thể chống lại hỏa diễm kinh khủng như thế. Lục ly, lục ly. Một trưởng lão gào thét, âm thanh thê thảm vang vọng toàn bộ vĩnh giả thành, một trưởng lão khác cũng đau đớn rít gào. Hỏa diễm này có nhiệt độ quá cao, bên trong trang viên có rất nhiều hạ nhân cùng thị nữ bị tổn thương, vừa đau đớn gào thét vừa chạy trốn ra xa. Rất nhiều nơi trong trang viên cũng lập tức dấy lên ngọn lửa hừng hực, vô số hoa cỏ cây cối quý báu đều bị thiêu sạch. Lục ly, ngươi đang muốn chết. Một trưởng lão khác từ trong đại điện bay lên trời, hắn vừa khóa chặt lục ly nhưng cơ thể lục ly lóe sáng rồi biến mất, hắn quét thần niệm tới lui vẫn không tài nào tìm ra được lục ly khi hắn đang rối rắm có nên lao xuống cứ hai trưởng lão kia không thì một vệt sáng từ sau lưng hắn bay ra rồi mau chóng bành trướng một hồi xuất hiện trên đỉnh đầu hắn đỉnh một năm trước vào lúc lục ly giết chết lão ưng trưởng lão trưởng lão này cũng ở hiện trường khi hắn nhìn thấy chiếc đỉnh kia sắc mặt nhất thời đại biến vào lúc hắn chuẩn bị chạy trốn thì ánh sáng trên bề mặt chiếc đỉnh kia chiếu xuống cơ thể hắn bị đè ép xuống sau đó bị ép chặt trên đất không thể nào cử động vụt vụt lục ly lười không muốn dùng vô ngân đao công kích phóng thích một đám lửa trưởng lão kia đành chịu cảnh bị thiêu sống tên trưởng lão này thảm nhất chí ít hai trưởng lão kia còn có thể kêu gào thảm thiết lăn lộn trên đất còn hắn lại không thể cử động đến khi chết vẫn bị trấn áp xẹt xẹt trong thành có vô số thần niệm quét tới rất nhiều thánh hoàng cùng quân sĩ đều hít một hơi rất nhiều quân sĩ bị dọa sợ đến cả người run rẩy cường giả vô hạn đến gần đại viên mãn còn bị luyện giết dễ dàng Quan trọng nhất là thuật tiềm hành của lục ly quỷ thần khó lường. Học học Trong thành có một số võ giả bắt đầu bỏ chạy, thậm chí không mang theo cả người nhà, từng võ giả cứ dồn dập bỏ trốn như vậy. Lục ly chờ đến khi ba trưởng lão này bị thiêu chết, hắn lóe sáng cấp ba viên không gian giới đi. Xong xuôi lục ly bay lên trời, phóng về hướng đông là nơi có nhiều thánh hoàng tụ tập nhất. Tản ra Một người trong số mười mấy thánh hoàng bên kia rống to, một đám thánh hoàng cùng quân đội lập tức tản ra cơ thể lục ly lóe sáng biến mất ở giữa không trung một giây sau xuất hiện bên cạnh một thánh hoàng trong tay hắn xuất hiện vô ngân đao hắn không dùng bất kỳ kỹ năng nào chỉ thay phiên quét ngang chí tôn thần binh bên trong chí tôn thần binh này không chỉ có đạo vận của cường giả đại viên mãn mà còn có một luồng thần uy không tên vô ngân đao quét đến thánh hoàng này không đỡ được một chiêu bị lục ly chém chết lục ly trở tay vung mạnh vô ngân đao lại quét ngang về bên trái vô ngân đao biến mất trong tay hắn một giây sau xuất hiện trên cổ của một thánh hoàng Threat. một đầu người bay lên cơ thể lục ly biến mất ở giữa không trung một giây sau lại xuất hiện bên cạnh một thánh hoàng khác vô ngân đao sáng lên thánh hoàng này lại ung dung bị giết chết lục ly lúc này giống như một u linh thoáng chốc biến mất thoáng chốc xuất hiện mỗi lần xuất hiện đều cướp đi sinh mệnh của một thánh hoàng Thỉnh thoảng hắn quét ngang một hồi cướp đi sinh mệnh của một đám quân sĩ, chẳng mấy chốc Vĩnh Dạ Thành đã máu chảy thành sông. Trong Lăng Thành, một tiếng thông báo chói tai vang lên khắp toàn thành, một lúc sau, những tiếng chuông nặng vang lên trong Trưởng lão Các, tiếng chuông vang lên 81 hồi. Toàn thành náo động, bởi vì chỉ khi có trưởng lão của Lăng tộc viên lạc chuông mới vang lên, lần trước Lăng tộc bị Lục Ly giết mất hai trưởng lão, tiếng chuông vang lên 49 lần, nhưng bây giờ đã vang lên 81 lần đã có ít nhất ba trưởng lão tử trận vù 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 khi tiếng chuông vang lên từng thân ảnh trong nhiều trang viên trong thành bay vút lên không trung bay về phía trưởng lão cắt tiếng chuông không chỉ là tiếng báo tang mà còn là lệnh triệu tập tất cả các quan chức cấp cao của lăng tộc đều kinh động thậm chí cả những trưởng lão đang bế quan cũng bước ra lục ly chết tiệt chết tiệt tộc vương lăng tộc tức giận đi tới đi lui trong đại sảnh sau một năm hắn vốn tưởng rằng lục ly đã biết sợ rồi tử thần cũng đã rút lui hết toàn bộ. Nhưng không ngờ Lục Ly lại động thủ lần nữa. Hành động lần này không chỉ giết chết ba trưởng lão trong tộc, mà còn giết hơn 10 vạn quân và 80 thánh hoàng ở Vĩnh Dạ Thành. Tài nguyên bảo địa gần Vĩnh Dạ Thành cũng bị cướp phá sạch trơn. Đây chưa phải là những chuyện quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là vừa rồi Lục Ly đã thông báo qua một thương hội rằng Lăng tộc và Xích Long tộc không chết, hắn sẽ tuyệt đối không dừng tay bất kỳ gia tộc nào giúp đỡ lăng tộc và xích long tộc sẽ là kẻ địch của hắn lục ly đã tuyên chiến bọn họ đều bị ép phải trở thành chư hầu của quán tộc lục ly không bỏ cuộc và thề sẽ tiêu diệt họ hiếp người quá đáng sau khi tộc vương lăng tộc triệu tập tất cả trưởng lão tổ chức một cuộc họp sau đó điều chỉnh toàn bộ bảo địa tài nguyên tạm thời bị phế bỏ các trưởng lão bên ngoài được huy động trở về tất cả đều tập trung tại lăng thành về vấn đề truy sát lục ly để đại trưởng lão đích thân tới quán tộc nhờ quán tộc ra tay năm xưa khi đầu hàng đã thương lượng điều kiện quán tộc phải giúp họ giết lục ly bọn họ không tìm được lục ly thì không thể giết được bọn họ đều vì chuyện lục ly giết ba vị trưởng lão ngay trong thành mà sợ hãi lục ly tiến vào thành thần không biết quỷ không hay đánh lén hai trưởng lão trực tiếp thiêu chết sau đó một trưởng lão dùng chí tôn thần binh trấn áp sau đó cũng dễ dàng bị thiêu chết lục ly tuy là cấp đế đỉnh phong nhưng sức chiến đấu lại mạnh mẽ đáng sợ, có thể dễ dàng giết chết những cường giả vô hạn đến gần đại viên mãn, căn bản là giết ngay lập tức. Hắn sở hữu một ngọn lửa rất đáng sợ, ngọn lửa đó còn kinh khủng hơn cả cường giả hệ hỏa, mỗi trưởng lão đều không chịu nổi vài giây mà bị thiếu sống. Lăng tộc cũng không có nhiều trưởng lão, nếu cứ tiếp tục để bị giết như thế này thì Lăng tộc của bọn họ chỉ còn là một tộc nhỏ, lúc đó đừng nói là trỗi dậy, có thể bảo toàn được hay không cũng là vấn đề. Khi ngươi không có sức mạnh to lớn, nhưng ngươi có một lãnh địa rộng lớn, ai cũng sẽ ghen tị, dự chắc quán tộc đó cũng đã âm thầm ra tay. Ngoài ra, Lục Ly đã đưa ra một thông báo, đây gần như là một thách thức với quán tộc. Vì vậy, sau khi cuộc họp kết thúc, đại trưởng lão của Lăng tộc đưa một trưởng lão dịch chuyển đến quán giới, tộc vương của quán tộc không gặp hắn, mà do Tam trưởng lão ra đón tiếp. Tam trưởng lão cũng rất tức giận, Lục Ly huyết tẩy vĩnh dạ thành không nói vậy mà còn dám phát ra thông báo đây rõ ràng là tuyên bố đánh quán tộc mà tam trưởng lão của quán tộc dùng lời tử tế an ủi đại trưởng lão của lăng tộc bảo hắn đừng hoảng sợ quán tộc trưởng lão đường đã thảo luận chuyện này quán tộc tuyệt đối sẽ không mặc kệ không lo đâu tam trưởng lão quán tộc không phải là chỉ nói qua loa an ủi lăng tộc lúc này các trưởng lão của quán tộc quả thực đang tranh cãi rất dữ dội đại trưởng lão đại viên mãn không có ở đó nhị trưởng lão phải chủ trì cuộc họp lần này nội dung thảo luận trong cuộc họp không phải là có nên động thủ với lục ly hay không mà là tấn công lục ly như thế nào nếu giết được lục ly càng là siêu cấp đại tộc bọn họ càng quan tâm thể diện công nghiêm của bọn họ là không thể khiêu khích nếu một con mèo con chó cũng có thể nhảy ra khiêu khích bọn họ thì uy nghiêm của bọn họ để ở đâu bọn họ làm sao thống lĩnh tám phương cho nên chắc chắn phải giết lục ly bây giờ chỉ xem làm sao giết hắn thôi để đại viên mãn trong tộc ra tay, đó là cách tốt nhất. Nếu không phải đến bước vạn bất đắc dĩ, quán tộc làm sao có thể phái đại viên mãn đi được chứ? Đại viên mãn là niềm tự hào, bảo bọn họ đối phó với những đối thủ ngang hàng, bọn họ đương nhiên sẽ không do dự, nhưng bảo bọn họ đối phó với một cấp đế. Họ sẽ cảm thấy xấu hổ và cũng sẽ bị đại viên mãn của thiên canh tinh vực xem thường. Lục ly đưa ra thông báo, bên trong đó còn có một mục đích sâu xa hơn đó chính là thu hút sự chú ý của toàn bộ thiên canh tinh vực để cho vô số đại tộc chú ý tới bên này rất nhiều cường giả đại viên mãn cũng phải chú ý càng như vậy quán tộc sẽ càng không thể dễ dàng phái đại viên mãn đi như thế sẽ làm trò cười cho thiên hạ đại viên mãn của quán tộc cũng sẽ rất mất mặt thông tin của lục ly quán tộc đã sớm thu thập được đại trưởng lão lăng tộc được gọi đến nói tất cả thông tin về lục ly mà lăng tộc nắm giữ sau khi nghe đại trưởng lão lăng tộc nói xong các trưởng lão của quán tộc đều im lặng, sắc mặt cũng tối sầm lại, bọn họ cảm thấy lần này đã gặp phải rắc rối lớn, lục ly này quả thật không dễ giết như thế. Họ không quan tâm đến sức chiến đấu của lục ly, phiền phức nhất là những thuật tiềm ẩm của lục ly. Thiên canh tinh vực quá rộng lớn, có đến mấy vạn giới diện, mỗi giới diện chứa hàng trăm triệu sinh linh, muốn tìm được lục ly cũng đâu phải dễ. Đáng tiếc là ô lão ma bị giết rồi, nếu không, nhờ ô lão ma tìm lục ly, như thế muốn giết lục ly rất dễ dàng sau khi thảo luận hồi lâu các trưởng lão của quán tộc đã đi đến quyết định quán tộc đã huy động toàn bộ sức lực để ứng phó với việc này một số lượng lớn do thám của quán tộc đều được điều động ẩn nấp trong giới diện do lăng tộc và xích long tộc khống chế ngoài ra do thám của lăng tộc và xích long tộc cũng bắt đầu hành động quán tộc còn nhờ mười mấy đại tộc sở hữu bí thuật truy tìm giúp đỡ ngoài ra quán tộc còn đưa ra một số phần thưởng nếu ai tìm được lục ly thì người đó có thể đưa ra yêu cầu với quán tộc chỉ cần quán tộc có thể làm được hơn nữa không quá đáng thì bọn họ nhất định sẽ đáp ứng ngay khi thông báo phần thưởng toàn bộ thiên canh tinh vực lập tức sôi sụp điều này còn hấp dẫn hơn gấp trăm lần so với thiên thạch thiên giai gần như là một loại ưu ái của quán tộc vô số đại tộc nghe tin lập tức hành động ngay phần thưởng quán tộc đã công khai nên không thể nào thất hứa được sở dĩ rất nhiều đại tộc hành động chính là muốn có được phần lễ vật này đây coi như là bùa hộ mệnh chẳng hạn đại gia tộc này sau này sẽ gặp phải khủng hoảng nếu đại gia tộc này nhờ quán tộc giúp đỡ quán tộc không thể từ chối nếu không sẽ mất đi lòng tin của thiên hạ vì vậy nếu có thể giúp quán tộc tìm thấy lục ly gần như sẽ nhận được một ân huệ rất lớn hoặc là nếu có đại tộc nào đó có ý thù địch bọn họ không thể địch lại được có thể nhờ quán tộc ra tay như thế sẽ dễ dàng giết chết được kẻ địch chỉ cần dùng chút sức lực tìm người thì có thể sở hữu cho tộc của mình một lá bùa hộ thân rồi phần thưởng này hậu hĩnh vô số do thám trong đại tộc như ông vỡ tổ kéo đến tất cả đều hướng về phía giới diện của lăng tộc chỉ để tìm được lục ly ngoài ra còn có rất nhiều cường giả sở hữu thần thông đặc biệt rất nhiều lão ma đều kéo đến đây hy vọng may mắn sẽ tìm thấy lục ly trong một lúc một nửa thiên canh tinh vực đều nghe được thông tin tập trung lại cả thế giới bắt đầu tìm kiếm lục ly Chân dung và thông tin của Lục Ly cũng đã được lan truyền khắp thiên canh tinh vực. Vụ việc này đã khiến Lục Ly nổi tiếng hơn ở thiên canh tinh vực hơn là thiên loạn tinh vực. Kẻ thù của toàn thế giới Ngay khi phần thưởng được đưa ra, Lục Ly dường như đã trở thành một tên đại ma đầu thập ác bất xá, toàn bộ thiên canh tinh vực đâu đâu cũng đầy rẫy kẻ thù. Bây giờ ngay cả thương hội nơi hắn gửi thông báo ban đầu cũng không an toàn, chỉ cần hắn đến thương hội thì sẽ lập tức bị thương hội bán đứng. Ha ha, thú vị lục ly đang nghe truyện trên tv audio cv ở trong một thành phố nhỏ của một tiểu giới diện hắn đã sử dụng thần dịch thuật để dịch dung trở thành võ giả của một gia tộc nhỏ trừ khi thần dịch thuật của hắn ở gần vô hạn đến gần đại viên mãn không thì những võ giả bình thường sẽ không phát hiện được dung mạo thật sự của hắn sở dĩ hắn thích ở trong tiểu thành này là bởi vì ở đây không có chí cường giả cho nên hắn có thể yên tâm ở lại thành không cần lo lắng về vấn đề lộ danh tính nhiều võ giả trong thành phố cũng đang tìm kiếm hắn hắn cũng không quan tâm sự thật đã chứng minh không thể nhìn thấu dung mạo thật của hắn nếu không đạt đến cảnh giới vô hạn đến gần đại viên mãn cho nên hắn vẫn mặc nhiên ở lại trong thành trong khoảng thời gian này hắn cũng không định hành động có rất nhiều võ giả đang tìm kiếm hắn khắp thế giới vì vậy hắn sẽ ẩn náu một thời gian để những võ giả đó cứ tìm kiếm khiến họ kiệt sức nhiều võ giả tìm tới tìm lui như vậy chắc sẽ dấy lên rất nhiều tranh chấp trong lăng tộc giới, làm cho dân lăng tộc phải đau đầu một thời gian. Không ngoài dự đoán của Lục Ly, vô số võ giả và người do thám đã lẫn lộn trong giới diện lăng tộc và quán tộc, ước tính có ít nhất vài tỷ võ giả đang đổ vào. Tất cả đều bị thu hút bởi phần thưởng của quán tộc. Trước cuộc, họ ở đây để giúp đỡ quán tộc và lăng tộc. Do đó, quán tộc và lăng tộc đối xử với những võ giả này một cách rất lịch sự cho dù có một chút quá đáng cũng sẽ nhẫn nhịn rất nhiều võ giả đã tập trung tại các giới diện chính mọi người đều đang tìm kiếm lục ly còn lục ly thì rất thành thạo trong thuật dịch dung và ẩn nấp hai bên đều nghi ngờ đối phương có phải do lục ly giả thành hay không cho nên rất có thể sẽ nảy sinh một số mâu thuẫn hoặc tranh chấp khi hai võ giả chạm trán nhau bên ngoài họ sẽ thăm dò lẫn nhau cả hai sẽ nghi ngờ liệu đối phương có phải là lục ly không thế là những tình huống như thế này rất thường xuyên xảy ra ngươi nhìn cái gì nhìn ngươi thì làm sao ngươi dám nhìn nửa thử không nhìn ngươi tiếp thì làm sao có tin ta xử ngươi không nào nhào vô ai không nhào vô tên đó là chó bịch bịch vô số giới diện vô số thành trì liên tiếp nổ ra chiến tranh đánh bên ngoài thì thôi đi vậy mà vào trong thành cũng đánh trong thành có rất nhiều võ giả rất dễ bị ngộ thương cũng dễ xảy ra hỗn chiến. Đôi khi một võ giả hét lên, hắn là Lục Ly. Và ngay sau đó các võ giả gần đó lao về phía hắn bất chấp mọi thứ. Sau một hồi hỗn chiến, võ giả đó chết một cách bất đắc kỳ tử. Tình huống này thường xảy ra trong thành chủ phủ của quán tộc và lăng tộc, một nhóm võ giả mang theo nhiều xác chết khác nhau chạy đến thành chủ phủ, nói rằng đây là Lục Ly đã bị hắn giết chết, bảo quán tộc thực hiện lời hứa thậm chí còn có võ giả mang theo một con hung thú cũng nói rằng đó là lục ly là thi thể của lục ly còn không ít ma đầu lợi dụng lúc hỗn loạn cướp bóc có mấy ma đầu đốt phá cướp phá khắp nẻo đường vừa thấy mỹ nữ xinh đẹp thì xông lên nói đây là lục ly sau đó thì trói nữ nhân ấy lại rồi kéo vào trong góc tối mấy canh giờ cuối cùng mang theo một cái xác họ nói rằng họ đã giết lục ly và yêu cầu quán tộc thực hiện lời hứa của họ cho dù không ban thưởng thì ít ra cũng phải đưa một số thiên thạch Ngoài ra còn có một số lão ma để ý tài nguyên địa bảo của lăng tộc và quán tộc, bọn họ còn thực hiện phạm tội theo băng nhóm, chẳng hạn, bọn họ cử một võ giả đóng giả lục ly và xông thẳng vào tài nguyên bảo địa. Sau đó hàng trăm nghìn võ giả đổ về đây, tàn sát bên trong, cướp hết tài nguyên bảo địa này rồi bỏ đi. Trêu rao bên ngoài là do lục ly giết, họ đã chiến đấu cực khổ một phen và cuối cùng để cho lục ly xảo quyệt trốn thoát. Một tháng sau Ít nhất vài triệu võ giả đã chết trong giới diện giữa lăng tộc và quán tộc, ít nhất hơn 50.000, lục ly, đã bị bắt giết để lĩnh phần thưởng. Hàng nghìn giới diện do lăng tộc và quán tộc quản lý đều bị quậy tung thành một vùng chướng khí mịt mù, các võ giả địa phương đã phàn nàn rất nhiều. Lăng tộc và quán tộc có thể làm gì? Lẽ nào phải đánh đuổi tất cả các võ giả sao? Sau đó, làm sao có thể tìm thấy lục ly? Dù sao một số tổn thất nhỏ này cũng không thành vấn đề, chỉ cần có thể tìm được lục ly mọi thứ đều xứng đáng đương nhiên quán tộc vẫn cử một đội tuần tra nếu có võ giả gây rối thì đội tuần tra sẽ xử lý quán tộc là một siêu cấp đại tộc những võ giả bình thường đương nhiên sẽ không dám xúc phạm đến quán tộc nhưng lăng tộc thì rất thảm trưởng lão vô hạn đến gần đại viên mãn của lăng tộc cũng không dám ra mặt bọn họ đều ở trong lăng thành thánh hoàng ở mỗi nơi không đủ sức trấn áp đám võ giả cũng phát hiện ra điều này càng trở nên nghiêm trọng hơn nhiều võ giả như thế mà lâu rồi cũng không tìm được lục ly nhiều võ giả đã từ bỏ đưa ra một ý tưởng sai lệch chuẩn bị cướp bóc cũng coi như không uổng chuyến này có được một ít thu hoạch lăng tộc bây giờ đã mất uy tín cường giả vô hạn đến gần đại viên mãn không dám ra mặt vì vậy nhiều giới diện không bố trí phòng ngự giống như một cô gái xinh đẹp khỏa thân mặc cho bọn họ lạm dụng tùy ý quan trọng nhất là bọn họ vẫn có thể quan minh chính đại dương cao cờ hiệu lăng tộc vẫn khách sáo với bọn họ Dần dần, càng ngày càng có nhiều võ giả phát hiện, tìm được lục ly rất khó, nhưng cướp thì có vẻ rất thuận lợi. Nhìn thấy nhiều võ giả liên thủ lại bắt đầu cướp bóc, tất cả họ đều ghen tị. Kết quả là, một cuộc cướp bóc hùng mạnh bắt đầu. Các giới diện chính của lăng tộc, cũng như các đại tộc lớn liên kết với lăng tộc, chẳng hạn như xích long tộc, an ngư tộc, vân vân, tất cả đều bắt đầu gặp phải cướp bóc điên cuồng. Trong nửa tháng, gần như toàn bộ tài nguyên bảo địa của lăng tộc đều bị cướp phá điên cuồng an ngư tộc của xích long tộc còn tệ hơn thành chính bị tấn công tộc dân dần dần chết đi rất nhiều thành trì đều biến thành thành chết vô cùng thảm khốc trên thực tế cũng có kẻ thù của lăng tộc bí mật góp phần khơi dậy sóng gió này dù sao khi mọi người đến bên ngoài tài nguyên bảo địa họ hét lên lục ly đang ở bên trong rồi sẽ có một đám lão ma xông vào chém giết loạn xạ tài nguyên bảo địa này lập tức bị cướp sạch không đợi những quân sĩ còn lại có thời gian báo cáo thì lại một nhóm võ giả đã lao tới và hét lên lục ly đang ở bên trong giết khi lăng tộc phản ứng lại hầu hết các tài nguyên bảo địa của họ đã bị cướp phá sạch sẽ hơn một nửa số quân sĩ canh gác và thánh hoàng đã bị giết hơn quá nữa lăng tộc lần này tổn thương nguyên khí nặng nề lăng tộc lập tức đưa ra một thông báo để cảnh báo những võ giả dụng tâm khác nếu còn làm loạn lăng tộc sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết cùng lúc đó lăng tộc cầu cứu quán tộc nhưng tình hình bên kia quán tộc cũng rất hỗn loạn nhiều lão ma điên cùng mất trí không quan tâm ngươi có phải là đại tộc siêu cấp không có lợi ích cướp trước rồi tính quán tộc không quan tâm lăng tộc có muốn khống chế cũng không khống chế được bởi vì rất nhiều tên cầm đầu cướp chính là cường giả vô hạn đến gần đại viên mãn các trưởng lão gia tộc của bọn họ đã bị lục ly giết chết nhiều như vậy nếu như được điều động cùng nhau bọn họ làm sao có thể đảm đương nhiều giới diện như vậy nhưng nếu hành động riêng biệt, sợ là sẽ bị mấy lão ma kia loạn đao phân thay mất. Toàn Tuyết rút. Cuối cùng, tộc Vương Lăng tộc phải ra lệnh tạm thời từ bỏ tất cả các tài nguyên bảo địa, hoặc phong ấn các tài nguyên bảo địa đó. Các võ giả và quân sĩ của từng giới diện đều đã rút về thành chính của giới diện này, tổn thất này khó tránh khỏi, tài nguyên không còn thì thôi, nếu không rút lui thì sợ rằng các võ giả này cũng sẽ mất mạng, đến lúc đó càng thiệt hại nặng nề hơn. Lục Ly nếu lần này ta có thể bắt được ngươi, ta nhất định phải phanh thay ngươi ngàn vạn đoạn, mới có thể giải trừ mối hận trong lòng. Trong một thành bảo, tộc vương của lăng tộc nghiến răng gầm lên, hắn ta hướng mắt về phía đại trưởng lão và nói. Ngươi đến quán thành, nghĩ mọi cách để đại viên mãn của quán tộc ra tay, đại viên mãn không ra tay, sợ là sẽ không tìm được tên tạp chủng lục ly. Không ngờ tình hình lại thành thế này. Chuyện xảy ra giữa lăng tộc và quán tộc khiến lục ly rất là kinh ngạc, vốn dĩ hắn đã nghi ngờ sẽ có hỗn loạn nhưng không ngờ hỗn loạn lại thành ra như thế này sao có thể hỗn loạn như vậy những thông tin này hắn cũng không cần thiết phải đi nghe ngóng nhìn thoáng cũng có thể biết được bởi vì có rất nhiều võ giả nghe được chuyện bên đó liền chạy đến bọn họ qua đó không phải đi tìm lục ly mà là để cướp của dậu đổ bìm leo lăng tộc bình thường cao cao tại thượng rất nhiều võ giả tiểu tộc cũng không dám khiêu khích bây giờ có cơ hội bọn họ qua đây làm loạn cho dù không cướp được cái gì, trong lòng cũng cảm thấy rất là thoải mái. Quay về có thể khoe khoang một tí là, năm xưa ông đây cũng đánh phá trên đầu lăng tộc. Càng nhiều võ giả đơn thuần chỉ qua đây chơi, quần ma loạn vũ, đây là việc quan trọng cơ mà. Lục Ly đang sống nhàn nhã trong một tiểu thành, do thám của tử thần thỉnh thoảng sẽ truyền thông tin cho hắn, hắn chưa sẵn sàng hành động, để bên đó loạn thêm một trận rồi tính. Bây giờ không cần hắn ra tay cũng đã đủ loạn như thế rồi, nếu giờ hắn mà ra ngoài có lẽ sẽ không còn loạn nữa. Tất cả mọi người đều sẽ xông đến bắt hắn, làm sao mà hãm hại Lăng tộc và Quán tộc được nữa. Trong khoảng hơn tháng sau, giới diện của Lăng tộc càng trở nên hỗn loạn, ngoại trừ thành chính của mỗi giới diện là còn yên ổn, những nơi còn lại đều bị tổn hại nặng nề. Ban đầu là tài nguyên bảo địa bị cướp phá hết lần này tới lần khác, khoáng thạch trong khoáng mạch dưới lòng đất mấy vạn dặm đều bị khoét rỗng. Tài nguyên bảo địa đang cạn kiệt, các nhóm lão ma đó đã bắt đầu lăm le tiểu gia tộc trong các tiểu thành. một đám lão ma xông vào tiểu thành, nhắm vào một gia tộc tương đối giàu có, sau đó lạnh lùng nói, lục ly ở bên trong. một đám lão ma xông vào, băm phá cường giả của gia tộc đó như một quả dưa hấu và sau đó bắt đầu cướp bóc. trong nửa canh giờ, gia tộc đó bị cướp sạch sẽ. những võ giả còn lại nhìn thấy, còn có thể chơi như vậy sao? kết quả ánh mắt của rất nhiều võ giả bắt đầu phát sáng, bọn họ bao vây một gia tộc trong thành, hô to. Lục Ly đang ở đây, mọi người qua đây bao vây tấn công, đừng để hắn chạy thoát. Lục Ly, lập tức đầu hàng đi, nếu không bọn ta sẽ giết không tha. Giống như một trận tuyết lở, tin tức truyền đi nhanh chóng, các nơi khác cũng dựa vào hiệu ứng đó mà kéo theo, chỉ trong nửa tháng, giới diện do lăng tộc quản lý ngập chìm trong bi kịch. Hầu như tất cả các thành phố lại bị cướp phá, thương vong không thể đếm xuể, lần này quả thực là một vết thương nghiêm trọng đối với lăng tộc. Một đại tộc chỉ có bấy nhiêu võ giả, làm sao có thể quản lý nhiều giới diện như vậy? Việc quản lý phía dưới về cơ bản phụ thuộc vào những tiểu gia tộc đó. Bây giờ các tiểu gia tộc phía dưới hoặc đã bị tàn sát hoặc đã bỏ chạy, nhiều giới diện đã trở thành giới diện trống rỗng. Lăng tộc muốn khóc nhưng không khóc được, ước chừng lần này sinh khí đã bị tổn hại nghiêm trọng, trong vòng mấy ngàn năm cũng không thể khôi phục lại được. Lăng tộc cũng đã hoàn toàn thay đổi từ một đại tộc thành một gia tộc trung bình, vẫn chưa biết liệu họ có thể giữ được nhiều giới diện như vậy sau thời gian này hay không. Các quần tộc chư hầu của lăng tộc cũng rất khổ sở, xích long tộc cuối cùng cũng hạ được nhiều giới diện, hiện tại chỉ còn lại một giới diện. Các tộc nhân của bọn họ đều đang tụ tập trong một thành trì, thành trì này luôn luôn khởi động đại trận, cấm bất kỳ võ giả nào vào, nếu không sợ rằng thành trì này sẽ bị cướp phá. Sau hơn một tháng, hầu hết các võ giả vào giới diện liên kết của lăng tộc đều kiếm được bộn tiền rất nhiều tên thì phát tài to bên lăng tộc không còn gì để càng quét nữa một số võ giả táo bạo to gan đã chuyển sự chú ý sang giới diện của quán tộc quán tộc không dễ động đến nhưng các gia tộc chư hầu và các tộc nhân dưới quyền quán tộc có thể bị quấy nhiễu pháp bất trách chúng trước khi quán tộc chưa tỏ rõ thái độ bọn họ vẫn có thể quơ được một mớ sau khi quán tộc giả nổi giận bọn họ rời đi chẳng phải được rồi sao hiện tại mấy lão ma đó đã tổ chức đông đảo võ giả xông thẳng về phía chư hầu của quán tộc những lão ma này rất thông minh nếu chỉ là cướp bóc mục tiêu chẳng phải quá rõ ràng sao họ đã huy động hàng trăm nghìn võ giả tiến vào tình hình sẽ rất hỗn loạn quán tộc cũng sẽ không chỉ nhắm vào mỗi bọn họ nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha